Bitcoin đã có sự phục hồi lên trên ngưỡng 65.000 đô la sau khi hoàn tất halving. Hồng Kông phê duyệt một loạt quỹ Bitcoin và Ethereum ETF giao ngay. Vào ngày 19 tháng 4, Bitcoin đã thực hiện một đợt lao dốc, phá vỡ xuống dưới mốc 60k, khiến thị trường bất ổn. Nguyên nhân tiềm năng dẫn đến động thái suy thoái này là tin tức Israel đã phóng tên lửa nhằm tấn công trả đũa Iran, theo xác nhận từ một quan chức cấp cao của Mỹ. Tuy nhiên, sau đó thì thị trường đã phục hồi lên trên ngưỡng 65.000 đô la vào thời điểm hiện tại, sau khi Bitcoin hoàn tất sự kiện halving vào sáng ngày 20 tháng 4, chứng kiến phần thưởng khối của thợ mỏ giảm từ 6,25 bit xuống 3,125 bit. Sau sự kiện halving vừa diễn ra, giá Bitcoin hiện vẫn ở mức ổn định. Thông thường thì sự kiện halving không ảnh hưởng trực tiếp đến giá Bitcoin mà chỉ tác động vào nguồn cung. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng mức tăng lớn hơn trong những tháng tới dựa vào diễn biến giá của đồng tiền điện tử này sau những sự kiện trước đó. Trong đợt halving năm 2012, 2016 và 2020, giá Bitcoin đã tăng lần lượt khoảng 93 lần, 30 lần và 8 lần từ mức giá trong ngày halving cho tới đỉnh của chu kỳ. Cuối tuần vừa rồi thì mình cũng có chia sẻ hai kèo giao dịch với Bitcoin ở trong nhóm VIP. Thì cả hai kèo này của mình đều đã có lợi nhuận rất là tốt. Với kèo đầu tiên, mình cho mọi người canh mua ở giá 63.600, 63.300 thì kèo này đã hit TP khi giá lên ngưỡng 64.100. Sau đó thì mình tiếp tục bảo anh em canh buy ở giá 64.300, 64.000 thì như mọi người đã biết, hiện tại thì giá Bitcoin đã lên gần ngưỡng 66k. Hy vọng là với những nhận định của mình, anh chị em giao dịch ở thị trường crypto hay là FX đều có lợi nhuận đều đặn. Quay trở lại với biểu đồ phân tích kỹ thuật trên khung ngày của Bitcoin. Sau khi phá vỡ mô hình tam giác tích lũy, mở rộng đà giảm xuống vùng hỗ trợ 59.600, Bitcoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ và đang hướng đà phục hồi lên MA20 án ngữ quanh khu vực 66.500. Trên biểu đồ H4, xuống hiện tại của Bitcoin đang là xuống uptrend, giá di chuyển trong kênh tăng giá song song và được hỗ trợ bởi các đường MA. Biểu đồ histogram trên H4 đang dương, chỉ số sức mạnh tương đối đợt ai đang hướng lên trên vùng quá mua, cho thấy phe bò có lợi thế hơn trong thời gian tới. Bitcoin có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự hợp lưu với đỉnh cũ và biên trên của kênh tăng giá song song, án ngữ quanh khu vực 67.300 đến 67.800 trong nhịp này. Nếu vượt qua vùng kháng cự này, điểm dừng tiếp theo có thể là ngưỡng 70k, biên dưới của mô hình tam giác tích lũy giá đã phá qua. Trên biểu đồ H1, sau khi chạm vào biên dưới của kênh giá, Bitcoin đã có sự phục hồi vượt qua ngưỡng 65k. Vùng hỗ trợ gần nhất có thể cân nhắc canh mua lên với Bitcoin là MA20 hợp lưu với biên dưới của kênh giá, án ngữ quanh khu vực 64.800 đến 65.100 trong nhịp này. Với chiến lược này, có thể cân nhắc đặt dừng lỗ dưới mốc 64k và chốt lời ở quanh ngưỡng 67k, tỷ lệ RR tương đương 1/2. Tiếp theo là ETH. Trên biểu đồ ngày, ETH vẫn đang di chuyển trong kênh giảm giá song song và tích lũy phía dưới MA20. Sau khi chạm biên dưới của kênh giá, ETH đã có sự phục hồi khá là tốt. Biểu đồ histogram đang dương và đang dốc dần, cho thấy áp lực mua đang gia tăng. Nếu vượt qua cản trở MA20 ở trên đầu, ETH có triển vọng mở rộng đà tăng lên biên trên của kênh giảm giá song song, án ngữ quanh khu vực 3.530. Trên biểu đồ H4, trong ngắn hạn thì ETH đang di chuyển trong kênh tăng giá song song với xuống hiện tại đang là xuống uptrend, giá nằm hoàn toàn trên các đường MA. Các đường MA thì đều đang dốc lên trên cho xuống tăng giá sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần nhất có thể cân nhắc kênh mua lên với ETH là MA20 hợp lưu với biên dưới của kênh tăng giá song song, án ngữ quanh khu vực 3.130 đến 3.150 trong nhịp này. Với chiến lược này, có thể cân nhắc đặt dừng lỗ dưới mốc 3.060, chốt lời ở quanh ngưỡng 3.270, tỷ lệ RR tương đương 1/2. Mình xin dừng video nhận định xuống BTC và ETH tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai nào cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống BTC và ETH tiếp theo.